Thưa các chị, tôi nghĩ rằng trend đi tìm kho báu biển xanh của bà Trương Mỹ Lan là một ý tưởng vui nhộn, một trend tao nhã và cực kỳ dễ thương. Tuy nhiên, có những ý kiến ngược lại. Một số tờ báo dẫn lời các chuyên gia về công nghệ cảnh báo rằng đây là một trò lừa đảo, thí dụ như vậy, hoặc là coi chừng mã độc. Tôi nghĩ cảnh báo như thế thì coi thường cộng đồng mạng quá. Ai lại chẳng biết đây là tin giả, chẳng có bà Lan nào khai kho tàng của bà ở ngoài biển xanh cả. Nhưng nói rằng đó là một trò đùa, trò vui, tao nhã thì nó phải bay bổng phải không? Chưa hết, một vị luật sư của chị Trương Mỹ Lan, của bà Trương Mỹ Lan đã có công văn yêu cầu Bộ Công an xử lý những người bắt trend này, cũng như tác giả chế tác ra clip mà cho rằng, luật sư cho rằng nguyên thủy ban đầu của câu chuyện này. Thưa các anh chị, điều đó chưa chắc đúng. Đúng là có clip bà Lan nói rằng được chế và được lồng tiếng rằng bà Trương Mỹ Lan khai rằng kho tàng của bà để ngoài biển, nhưng mà theo chúng tôi trend này có trước rồi clip đó có sao, chứ không phải clip này tạo nên trend, đó là trend. Thưa các anh chị, như vậy những ngày qua, thưa các anh chị, cộng đồng mạng đã dậy sóng với trào lưu tìm 673.000 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan ngoài biển. Luật sư của bà Trương Mỹ Lan vừa có đơn đề nghị xử lý. Trên tuyên truyền khoa báo được cho là xuất phát từ đoạn clip ghi lại cảnh bà Lan trả lời thẩm vấn của hội đồng xét xử trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn và tập đoàn Vạn Thịnh Phát mà Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa ra xét xử từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 11 tháng 4 năm 2024. Trong clip có đoạn hội thoại giữa hội đồng xét xử và bà Trương Mỹ Lan, khi hội đồng xét xử hỏi bà Lan giấu tiền, khoản tiền 673.000 tỷ đồng ở đâu, bà Lan đáp tiền nó đang ở ngoài biển. Nhiều người đã đu trend tìm kho báu bằng những bức ảnh chế các đoạn video chèo thuyền tìm kho báu. Luật sư Giang Hồng Thanh, văn phòng luật sư Giang Thanh, người bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan, vừa có đơn đề nghị xử lý hành vi vi phạm luật an ninh mạng. Đơn gửi Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an, gửi Cục Phát thanh truyền hình thông tin điện tử, gửi Tòa án Nhân dân Hồ Chí Minh, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Trong đơn có nội dung, tôi nhận thấy tất cả các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác đều có thái độ tôn trọng, hợp tác với hội đồng xét xử, viện kiểm sát và các đơn vị nghiệp vụ tham gia phiên tòa. Tuy nhiên, sau phiên tòa sơ thẩm xuất hiện đoạn clip lồng ghép xuyên tạc hội thoại giữa chủ tọa phiên tòa và bà Trương Mỹ Lan. Đoạn clip đó đến nay đã tạo cơn sốt, thậm chí trở thành viral, tạo trend tìm kiếm trên các nền tảng mạng xã hội. Để ngăn chặn những tác động xấu tiếp tục xảy ra cho người dân và xã hội, luật sư Giang Hồng Thanh đề nghị các cơ quan an ninh, các cơ quan xác minh điều tra làm rõ hành vi vi phạm, xử lý nghiêm người thực hiện hành vi để răn đe và phòng ngừa chung, tránh những trường hợp tương tự có thể xảy ra trong tương lai. Bên cạnh đó, luật sư Y Bông, Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử yêu cầu các cá nhân đã đăng tải clip và các tổ chức quản lý gỡ bỏ đoạn clip này ra khỏi tài khoản của các nền tảng mạng xã hội, website. Thưa các anh chị, luật sư có quyền thực hiện quyền trợ giúp pháp lý cho bị can, bị cáo và thân chủ của mình, và cũng có quyền đưa ra đề nghị. Tuy nhiên, điều đó còn phụ thuộc vào các cơ quan chức năng người ta xem xét như thế nào. Theo chúng tôi, luật sư đề nghị xác minh rõ đoạn clip bà Lan khai và lồng tiếng vào có thể chấp nhận được và hợp lý. Mà tuy nhiên, không phải không ai có thể xác định được, kể cả luật sư. Tôi nghĩ rằng luật sư quá vội vàng khi xác định rằng chính clip này đã tạo nên trend đó, thì không phải. Theo chúng tôi nhận thấy, trend đó có trước rồi clip mới có sau. Clip là ăn theo cái trend đó. Rồi các anh chị, còn đi tìm kho báu biển xanh của chị Nang nha, A Khắc Nang, là một thông điệp dân gian có rất nhiều ẩn ngữ trong đó. Thí dụ như là 673.000 tỷ chị Lan đã lấy rồi thì đừng hòng thu hồi được. Việc đó chẳng khác nào mò kim đáy biển mà thôi. Cái gì cần thu hồi thì cơ quan cơ quan điều tra, cơ quan chức năng đã thu hồi rồi. Ẩn ngữ nó là như thế và là một trò vui rất tao nhã.
Tôi nghĩ tôi cá nhân tôi nghĩ thôi, luật sư không có quyền đề nghị gỡ các clip đó. Gỡ clip đó, tôi chỉ có triệu clip. Luật sư đề nghị gỡ mà là gì cái gì? Là gì quyền lợi của một bị cáo, thân chủ của luật sư. Phải không? Thứ hai nữa, nhiều chuyên gia về công nghệ thông tin cảnh báo đây là tin giả, đừng tin theo. Tất nhiên chẳng ai khai là tin bà Lan khai 673.000 tỷ, ở ngoài biển xanh cả, người dân người ta theo dõi phiên tòa và thuộc lòng luôn, còn hơn cả các nhà báo và hơn cả chúng ta những người làm truyền thông, không ai tin điều đó cả. Nhưng mà đây là một trend vui. Tôi nghĩ các nhà báo và các vị luật sư cũng có đầu óc khôi hài một chút chút, đừng bính vào luật pháp cứng nhắc mà cũng không đúng. Ở trong vụ án Trương Mỹ Lan có nhiều vấn đề lớn hơn liên quan đến 673.000 tỷ đồng này cần phải làm rõ, chứ không phải là lối truyền thông hù dọa, đe dọa người dân, trong khi người ta chỉ vui đùa thôi. Còn người nào chế tạo ra clip thì có thể xử lý người đó tùy theo hành vi và tùy theo căn cứ pháp luật. Chúng tôi không can thiệp và chúng tôi cũng không có quyền can thiệp vào việc đó, phải không? Chẳng ai tin bà Lan khai cô bán ngoài biển khơi cả, thưa anh chị. Đâu có ai tâm thần hay là ngây thơ đến mức độ như thế, phải không? Và đây chỉ là trò đùa. Tôi nói bỏ clip ra, các trend khác, hai chồng nhảy xuống bè chuối, đẩy trong đường mương nó đi tìm kho báo thì vi phạm pháp luật cái gì hả, thưa anh chị? Vi phạm pháp luật cái gì? Rồi những người lặn hộp ngoài biển nó tìm ra kho báo rồi thì lặn thì vi phạm cái gì? Lụm được cục đá cũng nó tìm được kho báo rồi, bắt được con tôm hùm cũng nó tìm được kho báo rồi, thì vi phạm pháp luật cái gì mà xử lý người ta và gỡ clip ta, thưa anh chị? 673.000 tỷ đồng không phải là cây kim sợi chỉ, các anh chị ạ. Nó phải nằm đâu đó. Và nếu nhà báo muốn phụng sự bạn đọc theo đúng chức năng của nhà báo thì nên tự mình đi điều tra xem số tài sản đó có thể nằm ở đâu, lọt vào tay ai, chứ không phải là đi đe dọa người dân, trong khi người ta chỉ vui đùa thôi, không có vi phạm pháp luật gì cả. Xin anh chị dẫn đến điều luật ra, hai vợ chồng đẩy trên cái bìa chuối nó là tôi đi tìm kho báo trong giường, họ vi phạm pháp luật cái gì? Một ông kia lặn xuống bắt được một con tôm hùm nó, à tôi đi tìm được kho báo rồi, thì vi phạm pháp luật cái gì mà yêu cầu gỡ clip người ta, thưa anh chị? Tổng quan, chúng tôi nêu lại tổng quan vụ án Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan như thế này. Bà Trương Mỹ Lan làm chủ SCB trên thực tế chứ không phải danh nghĩa, đã huy động vốn của người dân gửi vào SCB và rút ruột 1 triệu tỷ đồng. Và sau đó thì bà Trương Mỹ Lan bị bắt. Và sau khi kê biên tài sản thu hồi đầy đủ thứ các kiểu, vẫn còn âm 673.000 tỷ đồng. Như vậy 673.000 tỷ đồng đang ở đâu mới là vấn đề thu hồi lại, tránh thiệt hại cho SCB là chủ thể của nhà nước. Và dù như SCB vẫn đang trả tiền cho người dân bình thường, thưa anh chị, với sự trợ giúp của ngân hàng nhà nước và các chuyên gia vẫn hoạt động bình thường. Nói chung nói bình thường thì cũng không đúng thế, nhưng mà cũng trong một cái tình trạng đảm bảo hoạt động bình thường. Vậy thì ai là người chống lưng cho bà Trương Mỹ Lan? Từ một người bán vải ở chợ Sói Cần Lâm trở thành một tài phiệt hàng đầu châu Á, như thế thực hiện vụ lừa đảo lớn nhất châu Á. Phải có ai đó hoặc rất nhiều ai đó chứ. Đó mới là vấn đề của nhà báo đi điều tra. Và 1 triệu tỷ chuyển đi răng răng như thế, bao nhiêu định chế kiểm soát của chúng ta đều tê liệt hết. Nhà báo phải làm rõ vấn đề đó và đặt vấn đề đó, chứ không phải đè đầu hai vợ chồng trên một cái bè chuối ra để đòi xử lý pháp luật người ta. Và thưa các anh chị, chúng tôi đã xong ý kiến của mình, rất mong được nghe ý kiến của các anh chị. Và trong những ngày cuối tuần này, chúng tôi chúc các anh chị có những ngày cuối tuần thật vui vẻ và đầm ấm bên cạnh người thân của mình. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các anh chị trong tuần qua đã gửi đến cho chúng tôi những ly cà phê thân thương, góp phần động viên tinh thần chúng tôi để chúng tôi tiếp tục sản xuất ra những video trao gửi giá trị cộng đồng đến các anh chị. Và nếu trong quá trình này có vấn đề gì sai trái, xin các anh chị niệm tình tha thứ và chỉ dạy cho chúng tôi. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều.